Chiều qua tại Ủy ban Nhân dân tỉnh đã diễn ra lễ ký kết tài trợ an sinh xã hội giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về hỗ trợ xây mới trường tiểu học Quảng Công tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. Tham dự có ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam. Nội dung ký kết với tổng số tiền nguồn an sinh xã hội tài trợ là 5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường tiểu học Quảng Công, xã Quảng Công, thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng khi mưa bão tại huyện Quảng Điền. Công trình sẽ góp phần tạo điều kiện cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy học và cũng là nơi trú ẩn an toàn cho bà con nhân dân trong mùa mưa bão. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhấn mạnh, nhiều năm qua, Agribank luôn dành nguồn hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả bão lụt, chung tay với tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đầu tư cả công trình an sinh xã hội, tặng nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và là nhà tài trợ Festival Huế từ năm 2000 đến nay. Agribank vừa bàn giao đưa vào sử dụng 100 nhà ở an sinh xã hội cho các hộ nghèo huyện Nam Đông với tổng số tiền 5 tỷ đồng, tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho người dân huyện A Lưới với số tiền 300 triệu đồng. Agribank mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như tham gia đóng góp vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vì một tỉnh nhà phát triển phồn thịnh. Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Điền đã đánh giá cao ý nghĩa chương trình tài trợ an sinh xã hội và cam kết sẽ triển khai thi công công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.